Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay, thứ sáu ngày 15 tháng 9 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại trong xuống tăng khá mạnh với tỷ lệ tăng là 0,44%, giao dịch quanh mức 1.919,1 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 105,32 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng, giao dịch ở mức 26.600 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 0,94%, giao dịch ở mức 4,331% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ, đứng ở mức 90,61 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đi lên trong phiên giao dịch tối nay theo giờ Việt Nam khi mà đồng bạc xanh giảm giá so với đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Sau khi dữ liệu kinh tế đầy hứa hẹn của Trung Quốc thúc đẩy hy vọng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này sẽ phục hồi, mặc dù khả năng Mỹ tiếp tục tăng lãi suất vẫn khiến các nhà đầu tư lo lắng. Cụ thể, đồng nhân dân tệ đạt mức cao nhất trong 2 tuần so với đồng bạc xanh sau khi dữ liệu cho thấy sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng 8 vượt con số dự báo của giới phân tích. Đồng bạc xanh suy yếu khiến vàng vốn được định giá bằng đồng tiền này trở nên hấp dẫn hơn cho những người mua ở nước ngoài. Bất chấp đà tăng trong phiên này, giá vàng vẫn có xuống giảm nhẹ trong tuần vừa qua sau khi giảm xuống gần mức 1.900 đô la Mỹ trên một ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 23 tháng 8. Theo Jerome Rong, chiến lược gia thị trường tại ngân hàng LG cho biết, triển vọng lãi suất của Mỹ sẽ được giữ ở mức cao trong thời gian dài hơn đã khiến giá vàng, vốn là một tài sản không sinh lời, chịu áp lực giảm. Điều kiện kinh tế Mỹ vẫn còn vững chắc, việc cắt giảm lãi suất sớm dường như không cần thiết. Dữ liệu vào ngày 14 tháng 9 cho thấy giá sản xuất của Mỹ tăng mạnh nhất trong hơn một năm vào tháng 8, trong khi doanh số bán lẻ cũng vượt kỳ vọng của giới phân tích, được thúc đẩy bởi giá xăng tăng vọt. Các số liệu này được đưa ra sau khi báo cáo mới nhất từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy giá tiêu dùng tại nước này trong tháng 8 năm 2023 đã tăng mạnh nhất trong hơn một năm do giá xăng tăng cao, nhưng lạm phát cơ bản chỉ tăng nhẹ có thể khuyến khích Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại. Lãi suất cao nhằm kiểm soát lạm phát, nhưng nó lại khiến nhu cầu đối vàng sụt giảm. Ngoài ra thì chính phủ Trung Quốc cho hay sản lượng công nghiệp của Trung Quốc đã tăng tốc và doanh số bán lẻ cũng đạt được động lực trong tháng 8 năm 2023. Cho thấy nền kinh tế nước này có thể đang dần phục hồi sau tình trạng bất ổn từ đại dịch. Tuy nhiên, bất chấp hoạt động khởi sắc tại các nhà hàng và cửa hàng, các số liệu cho thấy sự yếu kém trong lĩnh vực bất động sản, vốn đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế, vẫn đang tiếp diễn. Các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc tiếp tục vật lộn để trả khoản nợ khổng lồ trong thời điểm nhu cầu sụt giảm. Đầu tư vào bất động sản Trung Quốc trong tháng 8 năm 2023 đã giảm 8,8% so với năm trước đó. Để duy trì đã phục hồi, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hay gọi là PBOC vào ngày 14 tháng 9 thông báo sẽ hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc lần thứ hai trong năm nay để tăng tính thanh khoản cho các ngân hàng. Trước đó, trong cùng ngày, PBOC cũng gia hạn các khoản vay chính sách trung hạn đã đáo hạn để bơm thêm thanh khoản vào hệ thống tài chính, đồng thời giữ nguyên lãi suất. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn đục số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác đều duy trì trong xuống tăng mạnh. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 68 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 68,72 triệu đồng trên một lượng, tăng 200.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với mặt hàng vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 68 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 68,70 triệu đồng trên một lượng, tăng 200.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán. Với giá nhận bộ số 9 tại công ty này đang được mua vào mức 56,45 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 57,45 triệu đồng trên một lượng, tăng 200.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ. Với giá nhận bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này, mua vào mức 56,45 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 57,55 triệu đồng trên một lượng, tăng 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Đối thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các ngân hàng thương mại đóng cửa ngày hôm nay tăng mạnh, tăng 40 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Hiện tại đang được mua vào mức 24.055 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.425 đồng trên một đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, hiện tại mua vào mức 24.180 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.260 đồng trên một đô la Mỹ. Đóng cửa ngày hôm nay tăng 30 đồng trên một đô la Mỹ mua vào và tăng 60 đồng trên một đô la Mỹ bán ra.
Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch tối nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6 triệu 800 nghìn, bán ra 6 triệu 870 nghìn, tăng 200 nghìn đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 20 nghìn đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Trên lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 700 nghìn đồng trên một lượng, và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6 triệu 800 nghìn, bán ra 6 triệu 872 nghìn, tăng 20 nghìn ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6 triệu 790 nghìn, bán ra 6 triệu 860 nghìn. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6 triệu 800 nghìn, bán ra 6 triệu 870 nghìn, tăng 15 nghìn ở chiều mua vào và chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 6 triệu 790 nghìn, bán ra 6 triệu 880 nghìn, tăng 10 nghìn ở chiều mua, tăng 20 nghìn ở chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6 triệu 800 nghìn, bán ra 6 triệu 870 nghìn, tăng 15 nghìn ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6 triệu 805 nghìn, bán ra 6 triệu 872 nghìn, tăng 18 nghìn ở chiều mua, tăng 20 nghìn ở chiều bán. My Hồng SJC mua vào 6 triệu 810 nghìn, bán ra 6 triệu 845 nghìn, tăng 10 nghìn ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6 triệu 820 nghìn, bán ra 6 triệu 870 nghìn, tăng 30 nghìn ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng SCB mua vào 6 triệu 740 nghìn, bán ra 6 triệu 870 nghìn. Ngân hàng TPBank Gold mua vào 6 triệu 790 nghìn, bán ra 6 triệu 880 nghìn, tăng 10 nghìn ở chiều mua, tăng 20 nghìn ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6 triệu 800 nghìn, bán ra 6 triệu 872 nghìn, tăng 20 nghìn ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Kết thúc phiên ngày hôm nay tăng 200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 đến 760.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.800.000 đồng, bán ra 6.872.000 đồng. SJC Huế mua vào 6.797.000, bán ra 6.683.000. SJC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.872.000. SJC Biên Hòa Quảng Ngãi Long Xuyên mua vào 6.800.000, bán ra 6.870.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.802.000, bán ra 6.875.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.800.000, bán ra 6.872.000. SJC Phan Rang Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.798.000, bán ra 6.872.000. Cuối cùng là giá nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này tăng trong khoảng từ 83 đến 200.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng từ 8.300 đến 20.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Và hiện tại đang được niêm yết như sau: nhận bột số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.645.000, bán ra 5.745.000. Nhận bột số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.645.000, bán ra 5.755.000. Vàng bột số 9 mua vào 5.640.000, bán ra 5.715.000, cùng tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với ba loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.538.4 nghìn, bán ra 5.658.4 nghìn, tăng 19.800 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 4.101.7 nghìn, bán ra 4.301.7 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.147.2 nghìn, bán ra 3.347.2 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.198.4 nghìn, bán ra 2.398.4 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.